Nè, vô. Vô. Hai ba con mình chuẩn bị. Vô. Ôi cũng khập. À, con uống đi, con uống. Biết mọi chuyện. Chứ đâu mọi người đều cho rằng Jun sẽ có sức mạnh phi thường và tiến bộ vượt bậc. Vô phát nữa nè. Sớm có không? Vô. Nếu để ông ta giết chỉ được mạng người. Con húp đi. Húp luôn. Bây giờ con vô là phải uống cho vậy. À, nè, vô, vô. Ui, vô. Nè, đây ba cho con một ít nha. Nè, vô. Cậu vô, nè, uống đấy, nè. Sau khi anh ta trả được tù, có thể sẽ không bao giờ gặp được bà ấy nữa. Chị tây tây tây. Nó phải chất như nhỉ? Con gái nó phải tùy mị đến đa rượu cả bát nhỉ? Yo! Yo! Kín mặt luôn. À, đồ, đồ nữa. Đây, rượu đây, rượu của con đây. Rồi, tiếp tục qua đồ rượu của con. Rồi, nè. Yo. Yo. Con à. Rượu nữa không? Cho con tí rượu nữa này. Rượu này nhá. Yo. Vô đã, vô. Yo. Thế uống rượu say xong ba tắm cho con nha. Ok à? Nào đây cho con tí rượu nữa này. Rượu này. Vô, ok. Vô. 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 Yo. Yo. Ui trời, ui trời, ui trời, rượu võ tòng. Ô yo. 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 Ôi trời. Trời cầm cái bát to quá. Ui giời dơ. Dơ. Thôi. No quá rồi. Thôi đi tắm đi. Đi tắm đi. Đi tắm đi. À à con muốn nữa nào đây cho con tí nữa nào để bắt đổ con. Chí rượu đi vô. Dạ. Nào thì vô phần nữa không? Vô phần nữa. Vô vô. Uống. Rồi, rồi. Hoan hô bạn Tây, ngon quá, thơm đấy. Ngọt, ôi yêu chuẩn. À thôi, ba ba không uống nữa. Dạ bạn Tây. Rồi đi dài thế nhỉ? Bây giờ bạn Tây đi giỏi thế. Bạn Tây đi giỏi thế. Ôi trời ơi, bạn Tây đi giỏi quá rồi. Đi tới chỗ cửa kia là anh biết vào nhà tắm à? Ừ, tắm á? Ừ, để ba ra lau cái kia ăn. Bạn lau nốt cái chỗ con ăn này nhá. Bạn lau nốt chỗ này.